sợ tình phút chốc phai tàn, sợ tình mong manh khói sương mau tan. Hãy nói yêu nhau và mãi bên nhau nhé. Và đã biết em đã yêu anh rất nhiều. Người yêu sao hỡi lòng em. Dù những đổi thay trong đời, nguyện sẽ yêu anh chỉ anh mà thôi. Đừng xa em nhé người ơi, xin hãy bên nhau suốt đời. Và anh hãy nói với em trong lòng chỉ có em thôi. Đời ấm áp trong hãy nói
Trăng rằm này anh sẽ cùng em ôi à, hẹn nhau cuối làng tình tàng sánh vai cùng nàng. Anh nhìn này làng dưới làng trên đi, cờ hồng chiến trống dương kiệu đi vòng hai thôi. Áo dài này khăn đóng đẹp không thấy chưa, tình ta với nàng tình tàng khác chi vợ chồng. Đêm hội làng nô nức người đi, cầu tình duyên khất mỗi năm có một lần. Mấy cô chưa chồng đôi má ưng hồng, ước mơ trong lòng chờ đợi một ý chung nhân. Lúa ngô năm nay được mùa nó ấm, về thưa ôi à, hỏi cha với mẹ ý ý sánh duyên cùng nàng. Câu chầu này mừng lễ thành hôn rước dâu, họ hàng vui chung lứa đôi sống bạc đầu. Trăng rằm này anh sẽ cùng em ôi à, hẹn nhau cuối làng tình tàng sánh vai cùng nàng. Anh nhìn này làng dưới làng trên y, cờ hồng chiến trống rước kiệu đi vòng hai thôn. Áo dài này khăn đóng đẹp không thấy chưa, tình ta với nàng tình tàng chi vợ chồng. Đêm hội làng nô nức người đi, cầu tình duyên khất mỗi năm có một lần. Mấy cô chưa chồng đôi má ưng hồng, ước mơ trong lòng chờ đợi một ý chung. Về thưa ôi à, hỏi cha với mẹ ý ý sánh duyên cùng nàng. Câu chầu này mừng lễ thành hôn rước dâu, họ hàng vui chung lứa đôi sống bạc đầu. Câu chầu này mừng lễ thành hôn rước dâu, họ hàng vui chung lứa đôi sống bạc đầu. Inside my heart, I'm all alone. The rooms are getting smaller. Bác, tôi rất là vui. Nhạc đẹp. Bác. Mạnh khỏe không như một hình này con như là rất là con cháu thôi.
mong mỏi cho bà con, cũng là hai gia đình chúng ta có mặt ngày hôm nay. Thế thì tôi cũng xin giới thiệu quan viên hai họ. Ở trong một thời gian hai cháu cháu Thuần và cháu Nga tìm hiểu, em ấy cũng lần đến lắm nhưng mà Nga đến cùng nhưng mà cũng đã chín mùi. Thế thì hai gia đình chúng ta cũng đã tiến hành mọi cái thủ tục, tức là phong tục tập quán địa phương của hai nơi. Thế rồi là đến ngày hôm nay là cái luật tục cũng đã xong. Thế thì chúng tôi là đại diện cho gia đình nhà trai bên khu lộc Quốc Thu. Thế thì cắm một cái lễ, thì các cụ xưa cũng nói cái lễ này là cái lễ ăn học. Thế thì là lần này cuối cùng ngày mai là đón cháu về cung lễ của tổ chức. Thế thì tôi cũng đại diện cho gia đình thì trước hết là báo cáo các cụ như thế. Thế là một cái lễ nổi loạn đến trước hết cúng gia tiên, sau nữa thì là xin phép các cụ có ông các bà để cho hai họ ta nói chuyện bàn những cái việc trăm năm cho các cháu. Thế thì hôm nay là dân lễ sang bên đây thì tôi giới thiệu để cho nó tiện sư phụ, tức là tìm hiểu và nói chuyện. Thì hôm nay tôi giới thiệu là đây là bà ngoại cháu mất, tức là con bố cháu, tức là thím là kia và bác, còn đây là bà mợ ruột cháu. Thế là tôi thì là ông cộng, thì ông này là ông cộng. Đấy, thế thì là bố cháu đây, thế còn đây là anh cháu, thì tất cả thế là đây bây giờ hai gia đình ở đây như thế để chi hết đấy. Và hôm nay gia đình ông Quang cũng đồng ý cho gia đình nhà trai dẫn lễ cho thay mặt gia đình chồng đón lễ của nhà trai, đồng ý đọc đón lễ của nhà trai. Thế là chúc cho hai gia đình hạnh phúc. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca.
chồng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp nàng. Từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có. Bên cạnh tôi, anh mắt em ngậm ngùi.
chỉ vì yêu em nên tôi không đầy, chỉ vì thương em nên tôi không bận tâm. Để đời hôm nay trước mắt tôi nhìn thấy người ngồi bên ai chuyện trò bao đắm say. Một lần lầm lỗi anh cứ tha rồi em, hai lần lầm lỗi anh bỏ qua rồi em. Mà tại vì sao em vui chơi em bên ai em chẳng nghe lời anh. Thật lòng không muốn khen tôi vậy.百分百，其实在意你的心，跨越101，那是理想。
nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui. Bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới. Đám rước dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui. Bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa. Tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới. Ông tơ xe chị hồng đôi lứa thắt chặt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, cảm ơn hồi hôn, cảm ơn các bạn đến dự và chú ý với chúng tôi. Nữa xin chân thành cảm ơn. Giới thiệu và tham gia tham sinh ra những trẻ có đôi đường thế nào hồi hôn.
Với Linh Bình, hai ai cũng bảo rằng mình cưới nhau với con mẹ đi mua cau để mừng hai bạn thêm nhau một đời. Thưa thế mến, gia đình hai họ, tôi sẽ đồng ý có gia đình hai họ và cũng như hai cơ quan và hai địa phương. Qua thời gian tìm hiểu lâu dài và kỹ lưỡng của hai bạn trẻ Tuấn và Nga, hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của ban tổ chức cho phép tôi được tiến hành tổ chức buổi lễ trao duyên mới của hai bạn trẻ hôm nay. Và đại diện ban tổ chức, tôi xin công bố buổi lễ trao duyên mới của hai bạn trẻ xin phép được bắt đầu. Những chàng trai, những cô gái hẹn gặp nhau trong những ngày hội Côn Sơn, gặp nhau những tiệc lễ tân hôn trao duyên mới họ mình rồi họ đưa nhau bước chân vào ngưỡng cửa của trường đời. Thì hôm nay đây Tuấn và Nga cũng ngỏ ý hợp tâm đầu, động những hai bạn trẻ vẫn mãi mãi bên nhau. Thưa thầy mến, để mở đầu chương trình văn nghệ chúc phúc cho hai bạn trẻ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Quang Hòa của gia đình nhà trai sẽ lên phục vụ hội hôn bài hát đầu tiên chúc phúc hai bạn trẻ. Xin trân trọng giới thiệu anh Quang Hòa. Lần trước đây cảm ơn tên nụ hôn và nước mắt. Thank you.
bên người ta tiên vẫn nghe lời ta trao dâu, nhận dâu và phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu. Vâng, trước tiên là xin được kính mời. Giờ cho bài lên thứ ba rồi thứ nhá. Hai. Kính thưa các ông các bà, các vị tân khách rất xa gần. Thưa anh em nam nữ thanh niên, thưa hai hội, trong thời gian hai cháu tìm hiểu, thời gian thì không dài, chúng có 9 người, hai gia đình chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi, tiến hành mọi thủ tục, phong tục tập quán của hai địa phương Hoàng Tân và Hoàng Tiến, và tiến hành cái pháp tục luật hôn nhân gia đình của nhà nước quy định đến hôm nay đã xong. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi có tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Chúng tôi đại diện cho gia đình xin cảm ơn sự có mặt của các cụ, các ông, các bà, các vị tân quý khách xa gần, anh em nam nữ bạn bè của hai cháu bớt chút thời gian lái lại lắng lại dự lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi hôm nay là vinh hạnh đối với gia đình chúng tôi. Trong cái lúc mà cái điều kiện vui vẻ, điều kiện vui vẻ như thế này không tránh khỏi được những cái điều mà nó khiếm khuyết, thì kính mong các cụ và ai hỏi chúng ta đại xá cho. Thế, thưa quý vị, các cụ xưa thường nói gà trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, thống nhất về chung một gia đình. Thế thì hai hỏi chúng ta đã tiến hành vừa đấy, từ nay cũng đã xong rồi. Thế, dâu hiền như gái, rể hiền như trai. Thế thì cậu cũng đại diện cho gia đình, hai gia đình, mong các cháu
làm sao cho các cụ xưa từng nói là xứng câu dâu hiền rể thảo. Chúc hai cháu từ nay làm sao là yêu nhau tóc bạc răng long, tấm lòng chung thủy, đầu năm à cuối năm lấy vợ lấy chồng, sang năm mới lỡ một mầm cho vui. Xin kính chúc hội hôn thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại diện gia đình chính quyền địa phương, kính thưa hai gia đình hòa hàng hai bên và các vị khách quý có mặt trong hội hôn hôm nay, thay mặt nhà cái tôi gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc nhất đến tất cả hội hôn chúng ta. Kính thưa hội hôn, các cụ xưa có câu là nhập gia thì tùy tục và đáo giang thì tùy phúc. Mặc dù là cháu phong tục mối gia đình người khác, được sự giáo dục của gia đình anh ấy, nhưng sang bên này thì phong tục của gia đình có những cái rất mới. Gia đình gái chúng tôi mong rằng gia đình trai, ông bà và các anh chị họ hàng cố gắng rèn luyện giáo dục và chỉ bảo cháu để nó hòa nhập với lại gia đình một cách nhanh hơn và biết được cái phong tục của gia đình tốt hơn. Thực sự là dâu hiền và rể thảo. Cuối cùng không biết nói gì, tôi thay mặt gia đình nhà gái kính chúc hồi hôn mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Cảm thưởng và lời cảm ơn tới gia đình hai họ. Bên này mình chia sẻ với một lạng vàng và thật là đêm qua chắc mọi người đã hộ lấy cho hộ mình đoàn thể cùng với gia đình rất nên tiếng hát tình ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình tôi xin giới thiệu một bạn trai rất là trẻ, năm nay chỉ khoảng 18-19 tuổi, đó là ca sĩ Việt Đức của họ nhà gái. Vâng, xin chào các bạn. 31 tuổi. Bạn bè nam nữ thanh niên của cô dâu và chú rể, và tôi là anh chú rể và của em Nga. Thế thì nhân ngày vui của hai em, anh trai xin lên em bài hát và chúc cho hai em luôn là hạnh phúc, thanh đạt và mạnh khỏe. Và để những ngày vui của hai em, anh xin gửi tới được mang tên Cung Đàn Mùa Xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
học sinh lớp 9 người ta đã yêu sớm, người ta đã yêu thầy giáo rồi thì chị có ghen không ạ? Và chắc là ghen rồi. Ghen ơi, đừng hôn lên dùng một cánh hoa tươi, đừng ôm mỗi chiếc khi là ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. À, thế bây giờ thì là nếu mà đi tắm biển một mình thì chắc là rất buồn đúng không ạ? Không ra gì cả, đấy là quá ghen đúng không? Hay là thơ ông Nguyễn Bí còn viết một lời thơ ghen quá ghen nữa là tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, đừng nào ẩm ảnh áo khách chưa quen, những dấu chân in trên bờ cát, không dấu chân nào cũng được dẫm lên. À, thưa các bạn, là cái dấu chân như này mà dẫn lên mà vẫn được ghen thì phải là quá ghen vậy đúng không? Người ta nói đừng quá tin và đừng quá yêu, mà quá yêu thành quá ghen phải không? Nhưng mà chú rể thôi thì nói với tôi thì hãy nhớ ghen là yêu đấy thôi, em hãy nói lên lời đừng một mình lặng lẽ, có khi nào buồn tẻ hãy chia sẻ cùng anh để hoa bưởi hoa chanh hòa vào thành một vị. Và đến đây phút thiêng liêng của hạnh phúc này thì chú rể cũng muốn nói với cô rồi, từng ngày cứ thế, rồi từng năm cứ thế, cuộc đời em dịu trôi, em thương yêu ơi ngồi gần lại anh chút nữa, cho anh nào tay trái đưa lên dưới và hội hôn đấy, hội chúng ta hãy tay nhau và rẻ, em đứng rẻ nữa chúng ta đứng ra về các bạn là vẫn nghe thấy tiếng lòng nữa mà các bạn đã nhìn rõ tay luôn ạ, quá run đúng không ạ? Chương trình xin được trân trọng giới thiệu anh Xuân Đại của gia đình nhà gái sẽ lên hát chúc phúc cho hai vợ trẻ của các bạn.
vừa sao sáng xa khởi anh.